ông gì ông Thành á. À anh ơi, cái đuôi này anh có bán không anh ơi? Có bán ạ. À bây giờ là anh định bán là bao nhiêu tiền? Bán 25 triệu. 25 triệu, hồi đó mình đóng hết nhiêu anh? Đóng 40. À đóng 40 hả? Giờ bán 25 là lỗ 15 triệu. Lỗ 15 triệu rồi. À. Làm này cái mỗi cái đều lỗ một miếng lấy gì sống? Cái này mình chở được xe không mấy ta? Xe 03. Xe 03 hả? Nhưng mà cái này chở được 04 05 gì không? Không, chở hả? Lốp nó nhỏ. À, lốp nó nhỏ hả? À, lốp nhỏ thì vậy mình nâng lốp lên. À, 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 cái móc đồ này nó đã ha. Rồi thì cái này là dành để kéo xe máy đào, là cái bàn để kéo xe máy đào đúng không? Cái đuôi rồi móc bàn để kéo xe máy đào. Cái này bỏ cà phê đồ lên được anh, ngon chứ bộ? Hả? À, à là cái bàn này thì nếu mà mình sẽ ghi cái số điện thoại ở trên cái tiêu đề đó, thì anh em nào mà muốn mua đó thì cứ việc là gọi cho trực tiếp cho chủ của cái bàn này, rồi là muốn trả giá hay là muốn mua bán gì đó là tùy anh em. À, đây cái bàn này. Đây, đóng nhìn qua sắc chữ U hết nè ha, sắc chữ U nè đó, cầu nè, hai bánh nè. Thì cái này kéo được 0305 được không anh? 05 kéo được. À chỉ kéo 03 thôi hả? Ừ. 03 từ 03 trở xuống. À đó thì để quay qua cho các anh em coi cho kỹ nè. Đó, đây là cái chữ A này quan trọng, rất là quan trọng nè. Chữ A người ta bắt hộp luôn nè. Đó. Thì cái móc này cũng rất là quan trọng. Đó, cái móc này không có lò xo ha? Không. À. Thường thường là móc là nó có lò xo, mà cái móc này sao làm không có lò xo. Đó. 03. Hồi nãy anh nói anh bán bao nhiêu ta? 20 triệu hả? 25 triệu hả? 25 triệu. À, bán 25 triệu. Thì mình sẽ để cái số điện thoại lên trên. Thì nếu mà anh em nào muốn mua thì cứ kịp comment, cứ việc là liên hệ trực tiếp qua số điện thoại. Chứ còn mình là không có, nếu mà các bạn comment lên là mình cũng không có trả lời đâu nha. Tại vì mình không phải là bán buôn gì, mình chỉ có đi quay cho người giúp người ta bán thôi, chứ bán xong chiếc xe máy đào rồi anh có cho đồng xu nào đâu. Đó, keo lắm, trùng sò, có kệ nó đi, cuộc đời mà. Đây đấy các bạn thấy không? Đấy, coi cho kỹ nha các bạn nha. Đó, mình làm gì cũng như là các bạn làm cho các bạn xem kỹ luôn đó, đó xem thiệt kỹ luôn đó. Rồi nếu mà các bạn mà có muốn ở khu vực Lâm Đồng này mà có muốn bán cái gì á, bán bất cứ cái gì thì cứ comment liên hệ với mình, hoặc là liên hệ vào bất cứ cái video nào của trên kênh Xoái Ca TV của mình đều được, rồi mình sẽ liên lạc là mình sẽ giúp cho các bạn nha, các bạn nha. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều.